Tiếp tục đối với các thông tin thời sự đáng chú ý khác, sáng nay Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết là khi triển khai giải phóng mặt bằng cho dự án sân bay Long Thành sẽ thận trọng lên phương án sao cho công khai minh bạch. Thảo luận tại hội trường, các đại biểu cho rằng bất kỳ dự án lớn nào được triển khai, câu hỏi đầu tiên của dư luận là có tiêu cực hay không, có khả năng xảy ra tiêu cực hay không. Chính vì thế, sự thận trọng như Quốc hội đang làm khi triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành là hết sức cần thiết. Theo nghị quyết 26 của Quốc hội, thì nguồn vốn để thực hiện bố trí cho dự án giải phóng mặt bằng chỉ là 5.000 tỷ đồng. Như vậy, dự án còn thiếu gần 18.000 tỷ đồng để thực hiện. Hai phương án bổ sung nguồn vốn thiếu hụt được dự án đưa ra là huy động từ nguồn ngân sách dành cho các dự án trọng điểm quốc gia hoặc huy động từ nguồn ngân sách dự phòng. Ta nên dùng cái phương án 1 và lấy dứt điểm ở trong cái 80.000 tỷ. Còn cái dự án trung hạn, dự phòng trung hạn là đã được phê duyệt đầu tư rồi. Các cái dự án đầu tư đấy đã được phê duyệt rồi. Cái dự phòng này ấy, là nó đảm bảo cho cái chuyện là trượt giá, nó có cái chuyện là tất cả những cái rủi ro có thể phát sinh để các cái dự án trung hạn mà được Quốc hội thông qua là thực hiện được và sớm đưa vào khai thác sử dụng, tránh cái chuyện là lãng phí xây dựng xong rồi một loạt bỏ lửng ở đấy mà chưa hoàn thiện, chưa khai thác để sử dụng được thì sẽ gây lãng phí. Cho nên là cái này là cái mà tôi đề nghị là khi mà đưa ra trước đưa Quốc hội cũng phải nêu rõ để cho đại cung cấp rõ các cái thông tin tại sao chọn đưa phương án 1, tại sao đưa phương án 2 để cho đại biểu có được cái thông tin để yên tâm ấn nút chọn phương án. Nghiên cứu ý kiến giải trình tiếp thu của Chính phủ, tôi thấy có ít nhất 40 vấn đề ý kiến giải trình tiếp thu có dùng cụm từ Chính phủ sẽ và khẳng định bảo đảm không vượt quá tổng mức đầu tư dự án. Tôi rất mong và có cơ sở để tin rằng Chính phủ sẽ thực hiện triệt để lời hứa và tôi tin chắc rằng đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án sẽ không đơn giản chấp nhận một câu xin lỗi bình thường. Nếu như quá trình thực hiện dự án không được như những gì đã hứa. Làm rõ những băn khoăn của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định, Bộ xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia, quy mô rất lớn, ảnh hưởng người dân rất nhiều, gần 15.000 nhân khẩu và 5.000 hộ dân. Do đó, việc thực hiện phải hết sức thận trọng. Sau khi Quốc hội có ý kiến, Chính phủ phê duyệt, thì Bộ Giao thông Vận tải cùng với các bộ ngành sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ rà soát từng phần việc sẽ thực hiện và sẽ tổ chức cách thực hiện làm sao đảm bảo công khai, minh bạch.